Hôm nay bác lấy xe về thì cầm rác của bác rồi anh ạ. Nói chung là rất là vui, cảm ơn em Tâm với anh em Hà Nội rất là nhiều. Ok, xe mới thì chúc anh làm ăn phát đạt, vạn dặm bình an. Nói chung là ngày nào cũng vậy, có nhiều người đóng xe về không có việc chạy, có những người thì nhiều việc không đủ để xe để phục vụ khách hàng. Mình cứ phục vụ khách hàng hết mình thì khách hàng sẽ tin tưởng sử dụng dịch vụ và giới thiệu bạn bè cho mình thôi các bác ạ. Tầm này năm trước là anh trai đóng một chiếc xe hổ vồ 4 chân, nâng đầu chở máy. Năm nay là do nhu cầu công việc nhiều nên bác lên thêm một chiếc Trang Long 3 chân để về ăn cái phân khúc máy 07 máy 200. Cho nên là khách hàng nhiều hay ít là do mình hết các bác. Hôm nay anh trai ngày đẹp trời anh trai lấy xe về phục vụ bà con trong khu vực Tây Nguyên. Với cái cấu hình xe này thì chở máy 120 là đủ tải. Nên là phần đà đố và be thì bác khách hàng sẽ không làm bác nhé. Trong đó đi đường rừng nhiều nên các bác làm thêm một cái téc nước để tưới nốt đi cho nó an toàn. Để sau này về vận hành phục vụ công việc có được hiệu quả. Cái tời kéo thì kéo có sức kéo khoảng tầm 20-25 tấn. Đây hôm nay là ngày đẹp trời anh ra anh bay từ trong Đắk Lắk ra để lấy xe về phục vụ bà con trong đó. Xe mới thì chúc bác lên đường may mắn. Về nhà kiếm xe chúc em là kiếm thật nhiều tiền cho gia chủ. Làm ăn phát đạt vạn dặm bình an.